Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con gái xinh tơ mẫu độ nha các bạn. Chân móng đi hoàn hẹn nè, móng sò kiền khú rúng chèn đó, cái xinh tơ tầm cái xinh tơ cao 1m13, bò đến cao 1m23, cái xinh tơ tầm 10 tháng tuổi nha các bạn, cao 1m13, bò đến cao 1m23 nha, tầm 10 tháng tuổi, rúng yếm về cui bật đầu trụi lũi, rúng yếm nghiêm chỉnh, lông đuôi một chùm, sái tích nghiêm chỉnh, không lan giá, chân móng sò hẳn băng đó, không lan không giá không điểm chỗ nào các bạn, sái tích quyền bò nha, giá 19 triệu cái sinh tơ này các bạn, bật gu đầu trụi lũi đó, đòn dài cao 1m13, bò đến cao 1m23, cao 1m13 bò đo ngay giữa lưng đít cho 1m23, giá 19 triệu cái sinh tơ này các bạn, 19 triệu nha. Rúng rúng chiền nè, này vũ hết biết các bạn thấy không, chừng muốn sò hoàn thiện, yếm về cui u bật, sải tích nghiêm chỉnh, đầu trù lũi, giá 19 triệu cái sinh tơ này các bạn, 19 triệu nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình cầm dưới màn hình video nha. Cái sinh tơ mẫu độ giá 19 triệu các bạn, 19 triệu, cao 1m13 bò, đít cao 1m23, cái sinh tơ tầm 10 tháng tuổi, cao 1m13 bò rồi ngay giữa lưng, đít cao 1m23, giá 19 triệu các bạn, 19 triệu con cái sinh tơ nha, mẫu độ nha các bạn. Quyền một màu rúng chiền không lan giá, quyền một màu rúng chiền không lan giá nha, chân móng sò đó, bật gu sái tích thì nghiêm chỉnh, yếm như vậy cui đầu trụ lũi, cao 1m13 vò đít cho 1m23, giá 19 triệu các bạn, 19 triệu cái sinh tơ này nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Cái sinh tơ mẫu đẹp giá 19 triệu các bạn, 19 triệu, con này sau này lên mẫu cực kỳ đẹp luôn nha các bạn, giá 19 triệu, trúng yếm sái tích đầu nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng đi hoàn thiện nè, bật gu đầu trụ lũi nè, sái tích đầu nghiêm chỉnh nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video.